Kính chào các thầy cô và các bạn thân mến. Em tên là Đồng Đắc Quyền, học lớp 496, trường tiểu học số 1 Hòa Nhân. Các bạn ơi, có một nhà văn đã từng viết: hãy không ngừng đọc sách. Đó là một trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú nhất mà bất kỳ ai cũng có thể. Sách là người bạn chân thành, là ngọn đèn soi sáng kiến thức của chúng ta. Thế nhưng ngày nay, khi xã hội phát triển, con người càng chú trọng vào công nghệ thông tin hơn mà lãng quên đi việc đọc sách. Đặc biệt là ở lứa tuổi bọn mình, việc sử dụng tới các thiết bị như điện thoại, máy tính sẽ không tốt tới sức khỏe, đặc biệt là mắt và tư duy. Nên hôm nay, mình muốn giới thiệu và lan tỏa đến các bạn lợi ích của việc đọc sách. Và bây giờ, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện cổ tích rất quen thuộc. Mình tin chắc là trong chúng ta đều đã nghe được câu chuyện này ít nhất một lần rồi. Đó là câu chuyện Ba Lưỡi Rìu. Ngày xưa, có một chàng tiền phu nghèo, gia sản chẳng có gì ngoài lưỡi rìu sắt. Một hôm, chàng vào rừng đốn củi, vừa đốn được mấy bó thì lưỡi rìu gãy cán, văng xuống sông. Chàng tiền phu buồn rầu ngồi than: ta chẳng có gì ngoài lưỡi rìu này, mất nó ta lấy gì kiếm sống. Bỗng nhiên một cụ già râu tóc bạc phơ, vẻ mặt rất hiền từ hiện ra an ủi chàng trai. Cụ già bảo: con đừng buồn nữa, ta sẽ giúp con vớt lưỡi rìu lên. Chàng tiền phu mừng lắm, chàng chắp tay cảm ơn cụ già. Cụ già bèn lặn xuống đáy sông. Một lúc sau, cụ vớt lấy một lưỡi rìu bằng vàng, đưa cho chàng tiền phu và nói: lưỡi rìu của con đây. Chàng tiền phu nhìn lưỡi rìu vàng rồi thật thà đáp: dạ thưa, đây không phải lưỡi rìu của con. Lần thứ hai, cụ vớt lấy một lưỡi rìu bằng bạc sáng lấp lánh, nhưng chàng trai vẫn lắc đầu, xua tay và nói: cụ ơi, lưỡi rìu này cũng không phải là của con. Cụ già lại lặn xuống sông và vớt lấy lưỡi rìu bằng sắt. Cụ hỏi: lưỡi rìu này có phải của con không? Chàng trai nhìn thấy lưỡi rìu, mắt sáng lên, mừng rỡ vô cùng và nói: dạ đây mới đúng là lưỡi rìu của con. Cụ già nhìn chàng tiền phu bằng ánh mắt trìu mến và nói: khá khen cho con là người trung thực. Thật thà, ta tặng cho con cả ba lưỡi rìu. Chàng trai cảm ơn cụ nhiều lắm. Qua câu chuyện trên, khuyên chúng ta hãy trung thực, thật thà, không tham lam, trong cuộc sống sẽ được hưởng hạnh phúc. Nếu các bạn muốn tìm đọc những câu chuyện cổ tích hay, hãy đến thư viện trường mình để tìm đọc được các câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa các bạn nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong câu chuyện của mình rồi. Các bạn còn câu chuyện nào hay nữa, hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Chào tạm biệt các bạn.